Giúp đỡ chú Hai ở nhà trọ chú Hai ơi. Dạ. Nội xích lên đây đi nội. Dạ. Xích lên đây nè, ngồi nói chuyện với chú. Ngồi, dạ. Ngồi lên. Nội năm nay nội được bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi? 74 hả? Dạ. Dạ, nội cởi khẩu trang nói chuyện với con tí đi. Dạ, cởi nón luôn được không nội? Dạ. Nội bán giấy số hả? Dạ, bán giấy số. Bây giờ 1 ngày nội bán được bao nhiêu tờ? Bữa nào thứ bảy nó mới cho được 120. Dạ. Còn thường thường là 80 mấy không à. Ít vậy đó hả nội? Dạ. Mà lấy hai thầu luôn á chú. Dạ. Mà nội bán như vậy á thì nội có lo cho ai không? Có sao kể vậy chú nghe ha. Dạ. Bây giờ có hai thằng con mà có vợ thằng. Còn con vợ trốn đi mất tiêu bỏ cho nội ở nhà. Dạ. Bây giờ bỏ tao xuống nó gì bây giờ ăn? Thằng con thì nó có tật, cái thằng có tật mà vợ bỏ đó. Dạ. Nó cộng cái tay như vậy nó đi mừng chỗ nào người ta cũng chê hết trơn, rồi bây giờ nó đi lụm ve chai. Dạ. Rồi bây giờ mình đi bán rồi hết giá dìm giữ cho nó đi 9, 11, 12 giờ đêm nó mới về. Dạ. Rồi lo sữa sùng thuốc men. Dạ. Ăn uống cho cháu nội với chú. Dạ. Đó đó. Ông nội là chồng của nội bây giờ được bao nhiêu tuổi rồi? Ông nội hả? Dạ. Chồng của bà là được nhiêu tuổi? Ông nội năm nay cũng 60 mấy rồi. Dạ. Mà ông nội 65. Mà có ở chung với nội không? Ông cũng ở chung mà ông đi bán nữa đó. Dạ. Mà sao? Đi bán giấy số nữa. Dạ. Mà ngày xưa làm sao mà nội gặp ông nội trẻ hơn vậy? sao nội dụ được ông nội vậy? Nội nói con nghe chứ. Người ta mừng mai rồi ở bên ông chồng á. À, bà vợ chồng cũng hiền hậu, rồi bên mình cũng hiền. Dạ. Rồi bà thấy bà ham bà đeo ghét rồi bà cứ à, dạ. Ở tới bây giờ luôn á. Dạ con hiểu rồi. Vậy là người ta làm mai ha. À, chứ không phải nội vụ ông nội phải không? Mừng mai chứ không biết ai hết trơn á. Dạ. À, hôm nay thì chia sẻ với nội nha. Bữa nay gặp nội là cái duyên. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà có cuộc sống vất vả như nội. Thành ra ngày hôm nay chú ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho nội. Dạ. Để cho nội bớt bất mã hơn trong cuộc sống của mình nha. Dạ. Giờ không có gì hơn thôi nội chúc cho con làm ăn phát tài nha. Dạ. Nội đếm giùm con coi nội được bao nhiêu. Đếm bao nhiêu? Đếm rồi được nhiều. Đếm rồi cho chú biết đi, chú biết nội chú quay đằng cho người ta. 1, 2, 3, 4, 5. Nhiều quá rồi. Dạ. Giờ nhỏ vậy đó, chồng chết vậy đó. Bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Quý quá rồi đó. Dạ. Về mua sữa cho tâm nội. Chúc nội sẽ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Bớt vất vả hơn với tấm lòng chú Chí nha. Dạ, con xin phép chào nội nha. Thôi nội chúc cho con sống 100 tuổi là mang phát tài nha. Con cảm ơn nội. Dạ, bán hết sớm về sớm nha. Ở đâu đi dạ? À, con ở Vĩnh Long. Vĩnh Long hả? Dạ, dạ. Anh năm nay anh được bao nhiêu tuổi rồi? 50 anh ơi. Bán số bữa nay khám bệnh bầu. Dạ. Anh là bị là bẩm sinh nhỏ hả? Bị bên ba nhỏ á. Dạ, mà không có thấy đường luôn hay không. Mắt luôn hay. Dạ, dạ. Anh có gia đình không? Nè, nay đi khám bầu nè. Ủa, chị là vợ hả? Dạ. Chị bé trong bụng là mấy tháng rồi? 7 tháng mấy mà có 1,5 rồi. Dạ, mà được mấy đứa rồi anh chị? Tại hai đứa mà vợ kế hoạch á. Dạ, giờ đứa này đứa thứ ba hả? Dạ. Hai đứa kia bình thường không? Bình thường. Dạ, rồi chị làm công việc gì? Bán số, dắt điều bán số đó. Dạ, còn bữa nay anh chị không đi bán hả? Không, đi khám bệnh cho nó. Đi khám bệnh ha. Dạ, đi khám bệnh cho em bé hả? Dạ, đi khám bệnh. Dạ, vậy là chị cũng sắp sinh rồi hả? Dạ, sắp sinh tháng 7 này sinh nè. Dạ rồi, thôi ha, hôm nay thì gặp anh với chị là cái duyên nha. Dạ. Em sẽ xin phép nha, là chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ ha, để tặng cho anh chị phần quà nha, để cho anh chị đầu tiên là để cho chị chuẩn bị sắp sanh, cái thứ hai là giúp cho anh chị ha để có một cái buổi cơm ngon hơn cùng với gia đình của mình nha. Dạ, thì đây là tấm lòng của anh Chí ở Mỹ tặng cho chị ngày hôm nay. Dạ. Em thay mặt đợi em cảm ơn anh Chí luôn. Dạ. Em cảm ơn. Dạ. Anh đếm giùm em coi được bao nhiêu nha. Đếm đi thôi. 1 triệu. Dạ. Em cảm ơn. Rồi thôi chúc anh sức khỏe nha. Chúc chị mẹ chồng con vuông nha. Rồi em cảm ơn. Rồi. Thay lại anh Chí em cảm ơn. Dạ. Em cảm ơn anh Chí, cảm ơn nha. Dạ.
Dạ, con chào ngoại. Ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi dạ, rồi? Dạ, 74 rồi. 74 rồi. Dạ, bây giờ ngoại đang làm công việc gì? Dạ, bán vé số. Bán vé số. Dạ, một ngày bây giờ ngoại bán được bao nhiêu tờ? Dạ, bán có 30 vé à, đồ không nổi. Sao ngoại bán ít vậy? Đồ không nổi, tại dạ. Vì bị ung thư. Dạ. Người tim nữa, dạ. Tăng mổ. Dạ, ngoại bị ung thư gì? Dạ, ung thư vú nó mổ rồi, cũng dạ. 7-8 tháng rồi. Dạ. Mới mổ 7-8 tháng à. Dạ. Thì 19 tay này phải lên tái khám, cũng dạ. Như là 3 tháng lên tái khám 1 lần. Dạ. Và đang tính đi nữa mà cũng chưa có tiền đi. Dạ. 19 tay này là bữa nay 14 tay rồi. Dạ. Bán ngày có 30 tờ thôi. Dạ. Thì không có vốn dạ, lý số. Có 30-40 ngàn à. Dạ. Dạ. Sống hàng ngày vậy đó, chứ không có vốn lý gì chứ. Dạ. Bây giờ ngoài đang ở với ai? Ở với nhỏ con gái út, mà nhỏ cái út đó con nó thì bị bệnh bẩm sinh. Dạ. Con nó bị bò không à, nhỏ gái của nó bữa nay cũng 13 tuổi mà nó bò không, nó câm dạ. Luôn nữa. Dạ. Còn ông ngoại được bao nhiêu tuổi ông rồi? Ông ngoại chết rồi. Dạ. Vậy là coi như con ngoại cháu ngoại bị bệnh bị ha. Bệnh nữa, nó bị bẩm sinh, nó bị bẩm sinh nữa. Dạ. Nó bò không mười mấy năm rồi. Dạ. Nó không biết nói chuyện luôn. Dạ. Mấy lần trước mà ngoại đi điều trị bệnh á thì cái chi phí ở đâu ngoại có? À, bên cái hộ nghèo. Dạ. Bên hộ nghèo với lại mổ xong rồi thì bên phụ nữ người ta cũng đi xin tiền. Dạ. Ta cho được mấy triệu. Dạ. Lúc ra đi mổ á. Dạ. Thì ta cho. Rồi. Dạ. Thì hôm nay con chia sẻ với ngoại nghe. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Chí ở tại Mỹ. Dạ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn dạ, tuổi dạ. Nha. Mà có cuộc sống vất vả cũng như là bệnh tật như là ngoại dạ. Ra ngày hôm nay chú ấy sẽ tặng cho ngoại một phần quà dạ. Để cho ngoại ha dạ. Uống thuốc đỡ được phần nào hay phần đó nghe ngoại dạ. Thì đây là tấm lòng của chú Chí dạ. Ở Mỹ tặng cho ngoại ngày hôm nay nha dạ 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 thôi con cũng ra là cảm ơn chú Chí ở nước ngoài à. Cảm dạ. Ơn chú nhiều nghe chú dạ. Cô chúc cho chú được khỏe mạnh, chú được có tiền chú có giúp đỡ những người nghèo khổ. Dạ. Cảm ơn chú nhiều rồi chú dạ. Chí ơi. Bây giờ ngoại đếm giùm con rồi chú Chí tặng mẹ bao nhiêu nha. Dạ. Đếm bao nhiêu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dạ. Dạ, dạ cũng thành tâm cảm ơn chú Chí với chú. Dạ. Chú nhà chú cảm ơn chú nhiều lắm. Dạ. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác dạ. Như thế nào? Dạ, mừng lắm. Vì bán ngày là có mấy chục ngàn à. Dạ. Dạ. Thì hy vọng với tấm lòng dạ. Của chú Chí sẽ dạ. Giúp đỡ cho ngoại dạ. Phục hồi được sức khỏe nghe. Được phần nào hay phần đó nghe dạ, ngoại. Dạ. Dạ. 19 tay nè, đi tái khám nè. Dạ. Cảm ơn. Đang lo đừng tốn tiền đi. Dạ. Dạ, cảm ơn nhiều lắm trời vậy mừng dữ lắm đó. Cảm ơn ngoại. Dạ. Dạ. Rồi, thôi ngoại giữ gìn sức khỏe dạ, nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Xin phép chào ngoại nha. Dạ, dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Ngoại có bán gì không ngoại? Bán dao. Dạ. Dạ, ngoại bán dao chỗ nào ngoại? Ngoại dắt con qua chỗ ngoại bán đi. Dạ, dạ. Dạ, đợi con chút xíu đi. Ngoài bán dao hả? Không, chị dạ. Thì bán mà dẫn đi con dạ. 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 Ngoài năm nay ngoài được bao nhiêu tuổi rồi ngoài? 75 dạ. Rau này của ngoại là ngoại mua bán lại hay đồ nhà? Cái này ra vườn cắt. Dạ. Còn một ngày mua hết này cho bán 10 ngày đó. Dạ. Rồi một ngày ngoài bán như vậy thì ngoài được bao nhiêu? Được có bữa 20 ngàn. Có bữa 30 ngàn. Ít vậy đó hả ngoại? Dạ. Mà bây giờ ngoài đang ở với ai? Con. Dạ. Ông ngoại được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 76 tuổi. Dạ, dạ. Bây giờ ông và ngoại ở với nhau. Ha. Yeah. Dạ. Cha chồng ở còn nhiêu gia gì hết. Dạ. Mà ngoại lợi ích gì còn ngoại mua gì để ông và ngoại tiêu dùng hàng ngày? Có khi mua mấy dao vậy nè. Dạ. Mình gom tiền lại. Dạ. Mình mua bữa mấy chục ngàn vậy. Ngày ít vậy đó hả ngoại? Dạ. Thấy ngoại vất vả quá. Dạ, mà bây giờ sức khỏe ngoài như thế nào? Tiểu đường nay 10 năm rồi. Dạ, thì là ngoài bệnh cũng lâu rồi ha. Dạ. Hôm nãy ngoài nói ngoài 7 mấy con quên rồi. 75 rồi. 75 ha. Dạ, rồi hôm nay con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi.
mà có cuộc sống vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú ấy tặng cho ngoại phần quà nha, để cho ngoại bớt vất vả hơn. Dạ, trong cái cuộc sống của mình. Đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại ngày hôm nay. Ngoại đếm giùm con ơi, ngoại được bao nhiêu? Dạ không con. Dạ bao nhiêu ạ? Dạ, bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Mừng. Dạ, vậy thì ngoại có nhắn. Dạ, vậy thì ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Cảm ơn chú Chí nhiều. Dạ. Dạ, chú Chí giúp đỡ. Nhiều đây là xài được tháng rồi. Quý quá. Dạ, chúc ngoại ha. Dạ, ông ngoại sẽ có một bữa cơm ngon với tấm lòng của chú Chí. Chúc ngoại phục hồi sức khỏe được phần nào hay phần đó nghe. Dạ, con xin phép chào ngoại nghe. Dạ, con chào ngoại. Dạ, vụ gì đây? Dạ, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán rau nha, vườn. Dạ. Hái rau đi bán. Dạ, rau này là ngoại đi hái đó ha. Dạ, một ngày mà mình bán cái này nếu mà hên hên thì được nhiêu ngày ngoại? Hên hên nó thì cũng được 50. Dạ, hên hên mà có 50 thôi ha ngoại? Vậy chứ cái này, vậy đây, vậy nó đâu có nhiêu tiền đâu. Dạ. Còn mà nếu mà bữa nào xui xui thì nhiêu ngoại? Dạ, bán không được luôn nữa. Bán không được, không có ai mua luôn ha ngoại? Đúng rồi. Dạ. Năm bữa. Dạ. Năm bữa bán ngon lắm. Dạ, ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi rồi? 71 rồi. 71 nha, mà bây giờ ngoại đang ở với ai? Có hai vợ chồng với thằng con Út à. Dạ, ông ngoại được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 75 rồi. 75 rồi ha. Dạ. Con thấy ngoại bán gì vất vả quá, một ngày chưa có được 50 hơn nữa. Bán hả, bữa nào 50 là mừng dữ lắm rồi đó. Dạ. Thì bữa nay con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho ngoại. Dạ. Cảm ơn nha. Để cho ông bà ngoại có bữa cơm ngon miệng hơn. Cảm dạ. ơn chú và Chí ha. Dạ. Ngoại đếm giùm con ơi, ngoại được bao nhiêu? 500. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Ngoại mừng dữ lắm. Cảm ơn nhà tài trợ có dạ. Chú Chí ở bên Mỹ hả? Dạ đúng rồi. Hy vọng với tấm lòng của chú Chí giúp cho ngoại với ông bà ngoại bớt vất vả hơn trong khoảng thời gian sắp tới nha. Mình xin phép chào ngoại nha. Cảm ơn chú Chí bên Mỹ nha. Dạ, cảm ơn ngoại. Dạ, ngoại ông ngoại có bán gì không? Không, còn ngoại nuôi hai đứa cháu nội, đứa 15, đứa 13. Nhà ngoại ở đâu? Nhà thì ở Mỹ Lương, nhưng mà xuống đây mướn nhà cho thằng cháu 15 tuổi qua bên Dự Mít đây nè. Dạ. Nó quét dẹp dọn Dự Mít đâm nuôi hai bà cháu thằng kia nhỏ. Dạ. Nghỉ học, thằng nào cũng nghỉ học hết. Dạ. Mẹ đó bỏ ra đi 9-10 năm. Dạ. Đó. Rồi ông ngoại đâu rồi ngoại? Chết lâu rồi, 3-4, dạ. 3 mấy năm rồi. Rồi ngoại ở đây rồi, hồi lúc trẻ ngoại làm công việc gì? Hồi đó buôn bán. Dạ, ngoại bán cái gì á? Bán rau, cải, nồi này cái gì vậy dạ. Đó. Còn bây giờ mày hết bán nổi rồi. Hết nổi rồi, hai giò sưng khớp luôn hoài. Dạ. 3 bữa nữa là đi lãnh thuốc rồi. Dạ. Mà năm nay ngoài được bao nhiêu rồi ngoại? 73. 73 ha. Ừ. Dạ. Rồi ở đây ở nhà trọ thì ai trả tiền cho ngoại? Thằng cháu nó mận. Dạ. Nó mận quét đó dựa ngày 100 ngàn. Dạ. Nhà trọ thì 700. Dạ. Điện nước nữa 900. Dạ. Đó rồi ăn nheo nhúc. Dạ. Nheo nhúc bà chủ nhà trọ mới chạy vô bắt tiêu đó, bắt nó chợ rồi ra đi, người ta cho tiền có ba bà cháu khổ, bà chủ nhà trọ xin gạo chỗ nào cho bà cũng xin đem về. Dạ. Chứ mới thấy ba bà cháu hiền quá. Dạ. Thôi hôm nay chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên, con sẽ xin phép một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở Mỹ. Thì chú ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú ấy tặng cho ngoại phần quà nho nhỏ nha, để cho ngoại bớt vất vả hơn trong cái cuộc sống của mình nha. Thì đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại ngày hôm nay. Dạ. Dạ. Cho ngoại cảm ơn chú Chí người dạ. rất nhiều. Dạ. Có dịp có duyên thì con có lợi đây nữa thì gặp ngoại ở nhà trọ mấy mình hải bên đây dạ. nhà trọ của cô Hạnh.
Dạ. Bữa nay ngoài nhận được phần quà ngoài cảm giác như thế nào? Ôi mừng quá trời, cái này là cháu mừng 4 ngày. Dạ. 4 ngày trời á. Dạ. Ừ, cảm ơn ba bà cháu, cảm ơn chú Chí rất nhiều. Cảm ơn ngoại. Cảm ơn con đầu chúc tiên là cảm ơn con nhiều. Nghe. Dạ bớt vất vả hơn, có tấm lòng chú Chí ha. Dạ. Con xin phép chào ngoại nha. Cảm ơn chú Chí rất nhiều chú Chí ơi. Dạ. Ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, con đi nha. Bệnh nhiều lắm con. Dạ, ơi, bệnh tiểu đường. Dạ, con mời ngoại ạ. Dạ, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán như sớm. Dạ, ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi rồi? 73. 73 hả? Bây giờ một ngày ngoại bán được bao nhiêu tờ? Ngày bán 60. Dạ, sao ngoại bán ít chứ gì vậy ngoại? Tại vì bán buổi sáng, buổi trưa rồi cái về đặng nấu cơm cho ông bị bệnh nằm chỗ. Dạ, ông ngoại bị tai biến hả ngoại? Bị viêm khí quản, đi thì mệt. Dạ, ông ngoại được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 75. Dạ, bây giờ ông bà ngoại ở với ai? Ở mình. Dạ. Dạ, mình con thì có chồng đi làm hết rồi mà không một... có chồng theo chồng. Dạ mà dạ. Một ngày ngoài lợi ích như vậy thì ngoài có đủ lo cho ông bà thì ngoại. hai ông bà sống hàng ngày còn dạ. Bệnh thì mấy con nó phụ. Dạ nếu bệnh. Dạ hôm nay thì gặp ngoại là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm đó là chú Chí ở tại Mỹ sẽ tặng cho ngoại một phần quà nha. Dạ. Để cho ngoại bớt vất vả hơn trong cuộc sống của mình. Dạ. Cũng như có chi phí để lo cho ông ngoại ở nhà nha. Ngoài ông ngoài cởi nón cho con xem tiếng ha. Dạ. Thì đây là tấm lòng của chú Chí. Dạ. Tặng cho ngoại ngày hôm nay. Dạ cảm ơn nhiều nha. Dạ, dạ cảm ơn nội ơn nhiều. Ngoại đếm giùm con ngoại được bao nhiêu? Dạ. Hỏi nha. Dạ. Ngoại đếm giùm con ngoại được bao nhiêu? Rồi vậy được 500. Dạ cảm ơn nha. Bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác mừng lắm á. Mừng lắm. Dạ mừng. Vậy là mừng lắm á. Bán được một ngày được 60.000. Được. Này được 8 ngày. Dạ được 8 ngày. 8 ngày. Mà ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Dạ vậy là như mà cảm ơn. Dạ. Dạ cảm ơn lòng hảo tâm của chú Chí. Dạ. Dạ. Hy vọng với tấm lòng của chú dạ. Giúp cho ngoại cũng dạ. Như ông ngoại bớt vất dạ. Vả hơn trong dạ. Cuộc sống của mình nha. Dạ cảm ơn dạ. Nhiều nha. Dạ. Cảm ơn chú luôn. Chúc ngoại bán hết sớm về sớm. Dạ. Dạ con xin phép chào ngoại nha. Dạ cảm ơn nha. Cảm ơn ngoại. Dạ. Dạ, con mời ông nội. Dạ, ông nội năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi? Mình mất 51 tuổi rồi. Năm mấy bằng chú ha. Dạ, mình... Chú lụm như chai hả? Dạ, lụm chai. Dạ, chú lụm này một ngày chú bán được bao nhiêu? 20 ngàn. Dạ, có mấy chục ngàn à? 20. 20. Dạ. Chú bán lên vậy thì chú có lo cho ai không? Không, có mình tôi à. Chú không có gia đình hả? Không. Dạ. Và chú có ở chung với cha mẹ không? Không, mẹ mất lâu rồi. Dạ. Mẹ mất rồi. Dạ. Rồi hôm nay gặp chú là cái duyên ha. Dạ. Con sẽ xin phép thay mặt dạ. Chú Chí là một nhà hảo tâm ở Mỹ sẽ tặng cho chú một phần quà nha. Dạ. Để cho chú bớt vất vả hơn trong cái dạ. Cuộc sống của mình nha. Dạ cảm ơn chú. Dạ. Chú biết đây là bao nhiêu không? 3 tờ. Dạ. Bữa nay chú nhận được phần quà chú cảm giác như thế nào? Cảm ơn chú vui. Dạ. Dạ. Chú có nhắn gửi gì với chú Chí dạ, không? Dạ. Nhắn cậu là một số à, nhắn cậu một số. Dạ. Nhắn cậu một số. Dạ. Rồi chúc chú sẽ giữ gìn sức khỏe nghe. Dạ, và làm dạ. Được nhiều dây chai hơn nữa. Dạ dạ. Với tấm lòng của chú Chí. Dạ. Dạ, xin phép chào chú. Dạ rồi. Dạ. Cảm ơn chú. Khương Nhật Minh mến chào cô chú anh và anh chị. Hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đang ở quốc lộ 1A. Ngay chỗ này thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của anh Chí ở tại Mỹ. Em sẽ sử dụng số tiền của anh ấy là 9.700.000 để tiếp tục tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn, lớn tuổi, bệnh tật để trao tấm lòng anh Chí đến với cho bà con đỡ được phần nào đó vất vả trong khoảng thời gian sắp tới. Thì ngày hôm nay em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi đến một cái ngôi chợ có tên là chợ Mỹ Thiện ở tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tại đây thì cách thị trấn Cái Bè cho đâu đó khoảng 10 km quá. Em ước chừng thôi. Dạ. Thì bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị cùng vào bên trong chợ Mỹ Thiện chung với em nha. Như cô chú anh chị cũng biết là quốc lộ 1A thì xe tương đối khá là đông. Mặc dù bây giờ cũng có đường cao tốc rồi. Nhưng mà đó, như cô chú anh chị thấy đó. Xe cũng là đông lắm. Thành ra là cái ngôi chợ này thì nằm ở bên hông cái cầu này là cầu Mỹ Thiện luôn.
Đây là một trong những cái ngôi chợ thì nó cũng không có quá rộng cô chú anh chị. Chợ này thuộc dạng giống như chợ xã thôi. Tuy nhiên thì em luôn muốn tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn mới mà chưa từng nhận được sự giúp đỡ của cô chú anh chị á. Mấy ngôi chợ mà nằm bên hông này á thì nó cũng tương đối nó sẽ hơi khó bán hơn chút. Dạ, chợ này chợ Mỹ Thiện, còn chợ trên là chợ Hòa Khánh. Chợ Hòa Khánh thì khoảng đâu đó cũng khoảng gần một năm trước thì em đã từng có dịp chia sẻ với cô chú anh chị về ngôi chợ đó rồi. Còn chợ này thì em chưa có dịp, thì lần này em quay trở lại đây để gieo duyên tấm lòng của anh Chí đến với cho nội ngoại ở tại khu chợ Mỹ Thiện này. Dạ, chào cô. Em còn để lại là cũng về lại đó. Ngoại ơi, ngoại có bán gì không ngoại? Cảm ơn ngoại. À, con chào cô. Dạ cô ơi, cô bán gì vậy cô? Bán thơm. Dạ bán thơm. Nhớ bán gì nữa cô? Đậu má. Dạ. Đậu bún. Dạ. Dạ. Đó. Dạ. Mấy rau này là của cô đi hái hả? Cái này của nhà con mà chú ơi. Dạ. Là bữa nào có gì thì bán đó. Dạ. Cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? 65 rồi. 65 ha. Dạ. Một ngày mà cô bán cái này á, thu nhập bình quân của mình được khoảng nhiêu cô? Chắc cỡ 100 mấy chứ chị chú ơi. Dạ. Bữa đặng bữa hết cũng như mấy bữa bán đắt thì nó hơi nhiều chút. Dạ. Bán ế thì hơi ít chút. Dạ. Mà lợi ích như thế này á, thì cô có lo cho ai trong gia đình không? Thì cũng ở trong nhà dân trẻ rồi, cũng như ăn trước trả sau cũng hết rồi chú ơi. Dạ, ăn trước trả sau thôi cô. Dạ. Dạ. Vậy là coi như là người ta gói đầu cho mình hen. Không có đầu mà điều cơm mình cũng như giờ mình trồng đây rồi mình cũng mua phân mình gả vô rồi nó mới có trái, mới dạ. Có ấy đồ mới có bán được. Dạ đúng rồi. Phải thành ra giờ mua bán nó cũng tương đối là vất vả cô ha. Dạ. Dạ. Thì hôm nay ha, con chia sẻ với cô nha. Bữa nay gặp cô là cái duyên. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở bên Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh mà lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như cô. Dạ. Anh đang ngày hôm nay chú ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho cô để cho cô có một bữa cơm ngon. Trời ơi nhiều dữ à. Dạ, cùng với gia đình của mình nha. Dạ. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Như cũng vui. Dạ. Đều cũng như đỡ mấy bữa mà bán rất giả. Dạ. Dạ. Vậy thì cô có nhắn gửi gì với chú Chí không? Vậy tôi cũng xin thay mặt cảm ơn chú Chí. Dạ. Chú Chí có nhiều sức khỏe. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Chú Chí chúc cô sẽ bớt vất vả hơn. Dạ. Và có bữa cơm ngon cùng với gia đình của mình nha. Dạ. Trong khoảng thời gian sắp tới. Chú Chí ở đâu lận? Dạ, chú Chí ở Mỹ. Dạ. Dạ. Con xin phép chào cô nghe. Dạ. Chúc cô bán hết sớm về sớm. Dạ. Nội có bán gì không nội? Nội đi xin thuốc hả? Dạ. Dạ, nội năm nay nội được bao nhiêu tuổi rồi? 76 tuổi rồi. 76 tuổi rồi, nhà nội khó khăn không? Hả? Nhà nội có khó khăn không? Có chứ. Dạ. Nội bệnh hả nội? Bệnh là đi Mỹ Tho, còn này xin huyết áp. Dạ. Đi Mỹ Tho hôm qua. Dạ. Đi
khám bệnh với dạ đi sinh vậy có tốn tiền không nội? Tốn chứ. Dạ tốn bao nhiêu nội? Mấy trăm ngàn. Dạ. Rồi xe cộ là còn 400. Dạ. Rồi tiền ở đâu có mà nội đi sinh thú? Con cháu nữa cho gom góp lại cho đi chứ làm gì có tiền. Dạ. Mà nội năm nay là nội 76 tuổi. 76 tuổi. Hồi lúc trẻ thì nó làm công việc gì nội? Mình lặt ra vườn trong vườn rồi làm nhà nhà rồi vậy đó. Dạ. Nhưng mà nhà nội khó khăn không? Dạ cũng khó, con dạ. Bệnh thân à. Dạ. Nhà ông bệnh nhà nghèo hết trơn á. Dạ. Một lần thôi. Dạ, một lần thôi. Bà bị khói thuốc quá còn sống với thuốc để đệm, đau dữ dằn lắm. Đau dữ dằn lắm nha nội ha. Còn bữa nay nội ra chợ là nội đi xin thuốc hả? Xin thuốc và huyết áp. Ở dưới dạ. Nó không có trộn huyết áp. Dạ. Để giữ vị xả sinh. Dạ. Ngày nay xả xả sinh thuốc huyết áp. Dạ. Vậy là nội có bảo hiểm ha. Có. Dạ. Mà bây giờ nội đang ở với ai? Ở với con nó cũng bệnh dạ. Có u mà đường ruột á. Dạ. Tim. Dạ. Rồi thận. Dạ. Sạn thận nữa. Dạ. Dạ con hiểu rồi. Dạ thôi hôm nay gặp nội cũng là cái duyên ha. Thôi con cũng sẽ xin phép chú Chí ha, là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ à. Sẽ tặng cho nội một phần quà nho nhỏ nha. Vậy con cảm ơn Chí dạ. Nha. Gửi lời thăm bà con cô bác ở chẳng nha. Dạ. Thì đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho nội, để cho nội đi xin thuốc uống nha. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Mừng lắm. Dạ. Thì hy vọng với tấm lòng chú Chí giúp được cho nội ha, bớt về vấn đề sức khỏe của mình. Vậy dạ. Cái này đi được luôn phần thêm vài trăm nữa, cái đi được phần rồi đó. Dạ. Vậy cảm dạ. Ơn nha. Cảm ơn nội. Chúc nội phục hồi sức khỏe nha, được phần nào hay phần đó. Dạ, con xin phép chào nội nha. Dạ, cho cả lời thăm bà con cô bác ở dưới luôn nha. Dạ, cảm ơn nội nha. Dạ, con chào nội. Dạ, con chào ngoại. Ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi dạ, rồi? Dạ, 74. 74 rồi. Dạ. Bây giờ ngoại đang làm công việc gì? Dạ, bán vé số. Bán vé số. Dạ. Một ngày bây giờ ngoại bán được bao nhiêu tờ? Dạ, bán có 30 vé à, đồ không nổi. Sao ngoại bán ít vậy? Đâu đâu không nổi, tại dạ. Vì bị ung thư. Dạ. Rồi tim nữa, dạ. Tăng mổ. Dạ, ngoại bị ung thư gì? Dạ, ung thư vú nữa mổ rồi, cũng dạ. 7-8 tháng rồi. Dạ. Mới mổ 7-8 tháng à. Dạ. Thì 19 tây này phải lên tái khám cũng yeah. Như là 3 tháng tái khám lần yeah. À, đang tính đi nữa mà cũng chưa có tiền đi yeah. 19 tây này là bữa nay 14 tây rồi yeah. Bán ngày có 30 tờ thôi yeah. Thì không có vốn yeah, lý thuốc có 30-40 ngàn à. Yeah. Yeah. Sống hàng ngày vậy đó chứ không có vốn lý gì chứ yeah. Bây giờ ngoài đang ở với ai? Ở với nhỏ con gái út mà nhỏ cái út đó con nó thì bị bệnh bẩm sinh dạ. Con nó bị bò không à, nhỏ gái của nó bữa nay cũng 13 tuổi mà nó bò không nó câm dạ. Luôn nữa dạ. Còn ông ngoại được bao nhiêu tuổi? Ông ngoại chết rồi dạ. Vậy là coi như con ngoại cháu ngoại bị bệnh ha. Bệnh nữa nó bị bẩm sinh, nó bị bẩm sinh nữa dạ. Nó bò không mười mấy năm rồi dạ. Nó không biết nói chuyện luôn dạ. Mấy lần trước mà ngoại đi điều trị bệnh á thì cái chi phí ở đâu ngoại có? À, bên cái hộ nghèo dạ. Bên hộ nghèo với lại mổ xong rồi thì bên phụ nữ người ta cũng đi xin tiền dạ. Ta cho được mấy triệu dạ. Lúc là đi mổ á dạ. Thì con ta cho rồi. Dạ thì hôm nay con chia sẻ với ngoại nghe, bữa nay gặp ngoại là cái duyên dạ. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm dạ. Đó là chú Chí ở tại Mỹ dạ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn dạ, tuổi dạ. Nha mà có cuộc sống vất vả cũng như là bệnh tật như là ngoại dạ. Ra ngày hôm nay chú ấy sẽ tặng cho ngoại một phần quà dạ. Để cho ngoại ha uống thuốc đỡ được phần nào hay phần đó nha ngoại dạ. Thì đây là tấm lòng của chú Chí dạ. Ở Mỹ tặng cho ngoại ngày hôm nay nha dạ 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 dạ. Tôi con cũng đây là cảm ơn chú Chí ở nước ngoài à. Cảm dạ. Ơn chú nhiều nghe chú dạ. Cô chúc cho chú được khỏe mạnh chú rồi có tiền chú có giúp đỡ những người nghèo khổ dạ. Cảm ơn chú nhiều chú dạ. Chí ơi. Bây giờ ngoại đếm giùm con chú Chí tặng mẹ bao nhiêu nha dạ. Đếm bao nhiêu? 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dạ. Dạ, dạ cũng thành tâm cảm ơn chú Chí với chú. Dạ. Chú nhà chú cảm ơn chú nhiều lắm. Dạ. Dạ. Bữa nay ngoài nhận được phần quà ngoài cảm giác dạ. như thế nào? Dạ mừng lắm, bị bán ngày lời có mấy chục ngàn à. Dạ. Dạ. Thì hy vọng với tấm lòng dạ. của chú Chí sẽ giúp đỡ cho ngoại phục dạ. hồi được sức khỏe nghe, được phần nào hay phần đó nghe dạ, ngoại. Dạ. dạ. Đúng, 19 tây là đi tái khám nè. Dạ. Cảm ơn. đang lo đừng kiếm tiền đi. Dạ. Dạ cảm ơn nhiều lắm, trời vậy mừng dữ lắm đó. Cảm ơn ngoại. Dạ. dạ. Rồi, thôi ngoại giữ gìn sức khỏe dạ, nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, xin phép chào ngoại nha. Dạ, dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Thằng nó bị tâm thần nữa chứ mà bán vé số. Dạ, dạ, để con đi chợ một cái. Dạ. Dạ, cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? Năm mấy rồi. Dạ. Dạ, rồi thôi cảm ơn cô nha. Dạ. Dạ. Dạ con chào cô. Dạ. Dạ cô ơi cô bán gì vậy cô? Cô bán rau nè. Dạ. Dạ. Cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? Cô 71 tuổi rồi. 71 rồi hả cô? Dạ. Rau này của cô là cô mua bán lại hay đâu nhà? Có, của nhà ai bán chú ơi, đâu có dạ. mua nhà. Nhà mình không có tiền mua vậy đó, hái rồi bán vậy, mua dạ. ra cá thịt đồ ăn vậy. Dạ. Vì một ngày mà cô bán cái này thu nhập mình được khoảng trời bao nhiêu? Có nhiều đâu chú, bữa 40 ngàn, 20 ngàn, rồi có 5-6 ngàn, có 100 ngàn có, mà dạ. ít sáng giờ bán được có 20 ngàn. Dạ, ít vậy đó. Tại vì nhầm bữa em bán đắt bán ấy vậy chú dạ. ơi, chứ đâu nhiều như đâu có tiền nhiều. Dạ, mà nội lợi ích gì thì nội có lo cho ai không? Ừ, 7 đứa con, nó lo chứ, lo dạ. lo dữ lắm, mừng dữ lắm chú ơi. Mà bây giờ nội đang ở với ai? Ở với con. Dạ, rồi ông nội được bao nhiêu tuổi rồi nội? Ông nội là ai? À, chồng của nội á. À, 70. Về 71. Dạ, vậy là coi như nội bán cái này là vừa... Về mua cá, mua đồ ăn nha. Trong nhà. Dạ, con hiểu rồi. Dạ. 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 Con nhìn thấy bán rau là dạ, con biết dạ. khổ rồi đó. Tại vì thu nhập cái này nó đâu có được bao nhiêu. Dạ, đúng rồi. Dạ. Thì hôm nay... đồ vườn bán. Dạ, con chia sẻ với nội ha. Dạ. Bữa nay gặp nội là cái duyên. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Chí ở dạ. tại Mỹ. Dạ hả? Dạ. Chú ấy thì rất thương dạ. những hoàn cảnh lớn tuổi dạ. mà có cái cuộc sống vất vả như dạ. nội. Dạ. Thành ra ngày hôm nay chú ấy tặng cho nội phần quà nho nhỏ. Dạ. Để cho nội bớt vất vả hơn rồi, cảm trong ơn cuộc sống nhiều. Của mình dạ. nha. Dạ, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Bữa nay mình nhận được phần quà này nội cảm giác cảm như ơn thế nào? Gia đình vậy là mừng. Dạ. Chứ mình bán rau đâu có tiền nhiều đâu mà. Dạ. Vậy thì nội có nhắn gửi gì với chú Chí không? Chú Chí cảm ơn rồi, cảm ơn chú Chí rất nhiều. Dạ. Ủng hộ cho bà con mà vất vả vậy đó. Dạ. Chúc nội sẽ bớt vất vả hơn với tấm lòng của chú nha. Dạ đúng rồi. Vậy chứ không bán rồi lấy gì xài chú ơi, dạ. cũng phải bán vậy đó. Mà điều kiện này nó nhẹ nhưng mình đâu có ra làm lao động nổi mà dạ. nặng đâu, đúng rồi. Cảm ơn nội. Dạ, rồi chúc nội bán hết sớm về sớm. Dạ. Dạ, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Rồi cảm ơn chú Chí rất nhiều. Cảm ơn nội. Ngoại có bán gì không ngoại? Bán rau. Dạ. Dạ ngoại bán rau chỗ nào ngoại? Ngoại dắt con qua chỗ ngoại bán đi. Dạ dạ. Dạ đợi con chút xíu đi. Ngoài bán rau hả? Không, chị dạ. thì bán mà. Dạ. Chị dạ. còn có đáng nghe lão không cô? Dạ. Ngoài năm nay ngoài được bao nhiêu tuổi rồi ngoài? 75 rồi. Dạ. Rau này của ngoại là ngoại mua bán lại hay đồ nhà? Cái này ra vườn cắt. Dạ. Còn một ngày nó có hết này cho bán 10 ngày đó. Dạ. Rồi một ngày ngoài bán như vậy thì ngoài được bao nhiêu? Chắc có bữa 20 ngàn, có bữa 30 ngàn. Ít vậy đó hả ngoại? Dạ. Mà bây giờ ngoài đang ở với ai? Con. Dạ. Ông ngoại được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 76 tuổi. Dạ, dạ. Bây giờ ông và ngoại ở với nhau. Ha. Yeah. Dạ. Cái hai chồng ở, còn nhiêu gai như hết. Dạ. Mà ngoại lợi ích gì, còn ngoại mua gì để ông và ngoại tiêu dùng hàng ngày? Thì có khi mua mấy rau vậy nè. Dạ. Mình gom tiền lại. Dạ. Mình mua bữa mấy chục ngàn. Ngày ít vậy đó hả ngoại? Dạ. Thấy ngoại vất vả quá. Dạ, mà bây giờ sức khỏe ngoài như thế nào? Tiểu đường nay 10 năm rồi. Dạ, vậy là ngoài bệnh cũng lâu rồi ha. Dạ. Hôm nãy ngoài nói ngoài 7 mấy con quên rồi. 75 75 ha. Dạ, rồi hôm nay con chia sẻ với ngoại nha.
bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở Đài Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà có cuộc sống vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú ấy tặng cho ngoại phần quà nha, để cho ngoại bớt vất vả hơn. Dạ, trong cái cuộc sống của mình. Đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại ngày hôm nay. Ngoại đếm giùm con ơi, ngoại được bao nhiêu? Dạ không con. Dạ bao nhiêu ạ? Dạ, bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Mừng. Dạ, vậy thì ngoại có nhắn. Dạ, vậy thì ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Cảm ơn chú Chí nhiều. Dạ. Dạ, chú Chí giúp đỡ nhiều đây là xài được tháng rồi. Quý quá. Dạ, chúc ngoại ha. Dạ, ông ngoại sẽ có một bữa cơm ngon với tấm lòng của chú Chí. Dạ. Chúc ngoại phục hồi sức khỏe được phần nào hay phần đó nghe. Dạ, con xin phép chào ngoại nghe. Dạ. Dạ. Anh năm nay anh được bao nhiêu tuổi rồi? 50 anh ơi. Bán dạ. Số bữa nay bị cắm bệnh bọng. Dạ. Dạ. Anh là bị là bẩm sinh nhỏ hả? Bị bên ba nhỏ. Dạ, là không có thấy đường luôn hay không. Mắt luôn hay. Dạ, dạ. Anh có gia đình không? À, nay đi cắm bầu. Ủa, chị là vợ hả? Dạ. Chị bé trong bụng là mấy tháng rồi? 7 tháng mấy mà có 1 rưỡi rồi. Dạ, mà được mấy đứa rồi anh chị? Tại hai đứa mà vợ kế hoạch á. Dạ, và đứa này đứa thứ ba hả? Dạ. Hai đứa kia bình thường không? Bình thường. Dạ, rồi chị làm công việc gì? Bán số dắt điều bán số đó. Dạ, còn bữa nay anh chị không đi bán hả? Không, đi khám bệnh cho nó. Đi khám bệnh ha. Dạ, đi khám bệnh cho em bé hả? Dạ, đi khám bệnh. Dạ. Vậy là chị cũng sắp sinh rồi hả? Dạ, sắp sinh tháng 7 này sinh nè. Dạ rồi, thôi ha, hôm nay thì gặp anh với chị là cái duyên nha. Em sẽ xin phép nha, là chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ ha, để tặng cho anh chị phần quà nha, để cho anh chị đầu tiên là để cho chị chuẩn bị sắp sinh, cái thứ hai là giúp cho anh chị ha sẽ có một cái buổi cơm ngon hơn cùng với gia đình của mình nha. Dạ, thì đây là tấm lòng của anh Chí ở Mỹ tặng cho chị ngày hôm nay. Dạ, em thay mặt đợi em cảm ơn anh Chí luôn. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, anh đếm giùm em coi được bao nhiêu nha. Một triệu. Dạ. Em cảm ơn. Rồi thôi chúc anh sức khỏe nha. Chúc chị mẹ tròn con vuông nha. Rồi em cảm ơn. Rồi. Thay lại anh Chí em cảm ơn. Dạ. Em cảm ơn lại anh Chí cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Cũng năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? 120. Cô bán vậy cô có lo cho ai không? Lo con bệnh đó, cô cũng bệnh. Dạ. Rồi, vậy là bây giờ cô ở với ai? Mẹ con à. Dạ. Mà nó bị tâm thần. Dạ, còn bác trai được bao nhiêu tuổi rồi cô? Chết rồi, chết rồi. Dạ. Rồi thôi hôm nay nha, gặp cô là cái duyên. Con sẽ xin anh Chí ở Mỹ nha, tặng cho cô một phần quà nho nhỏ nha, để cho cô bớt vất vả hơn nha, trong cuộc sống của mình nha. Đây là tấm lòng của anh Chí. Chúc cô sức khỏe và buôn bán bán lắc nha. Bữa nay cô nhận được phần quà, cô cảm giác như thế nào? Mừng lắm. Thì cô có nhắn gửi gì với chú Chí không? Cảm ơn chú Chí. Rồi chú Chí mua chú cô bán hết sớm về sớm nha. Dạ, xin phép chào cô. Dạ, con chào ngoại. Dạ, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán rau nha, nhường. Dạ. Hái rau đi bán. Dạ, rau này là ngoại đi hái đó ha. Dạ, một ngày mà mình bán cái này nếu mà hên hên thì được nhiêu ngày ngoại? Hên hên nó thì cũng được 50. Dạ, hên hên mà có 50 thôi ha ngoại? Vậy chứ cái này vậy đây vậy đó đâu có nhiêu tiền đâu. Dạ. Ừ. Còn mà nếu mà bữa nào xui xui thì nhiêu ngoại? Trời ơi, bán không được luôn nữa. Bán không được, không ai mua luôn ha ngoại? Đúng rồi. Dạ. Năm bữa. Dạ. Năm bữa bán ngon lắm. Dạ, ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi rồi? 71 nha. Mà bây giờ ngoại đang ở với ai? Thì có hai vợ chồng với thằng con Út à. Dạ, ông ngoại được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 75 này. 75 này ha. Dạ. Con thấy ngoại bán gì vất vả quá, một ngày
chưa có được 50 hơn nữa. Bán hả, bữa nào 50 là mừng dữ lắm rồi đó. Dạ. Thì bữa nay con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho ngoại. Dạ. Cảm ơn nha. Để cho ông bà ngoại có bữa cơm ngon miệng hơn. Cảm ơn chú và Chí nha. Dạ. Ngoại đếm giùm con ơi, ngoại được bao nhiêu? 500. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Mừng vậy lắm. Cảm ơn nhà tài trợ có cháy ở bên Mỹ hả? Dạ đúng rồi. Hy vọng với tấm lòng của chú Chí giúp cho ngoại với ông bà ngoại bớt vất vả hơn trong khoảng thời gian sắp tới nha. Mình xin phép chào ngoại nha. Cảm ơn chú Chí bên Mỹ nha. Dạ, cảm ơn ngoại. Mình xin phép chào ngoại. Em cũng tâm thần, em gặp khó khăn anh giúp đỡ giùm em với anh. Anh năm nay anh được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 43 tuổi. Anh cởi khẩu trang nói chuyện với em tiếng nha. Anh có gia đình không? Dạ không. Bây giờ một ngày anh bán được bao nhiêu tờ? Dạ ngày em bán được 80 tờ. Bây giờ anh ở với ai? Dạ ở với bà mẹ. Mà anh bị bệnh thần kinh hả? Dạ. Từ hồi nhỏ hả? Dạ không phải, em bị năm 20 mấy tuổi. Nhưng mà anh bị cái cú sốc gì mà nó bị chuyển qua thần kinh vậy? Dạ hồi đó em học rồi em bị té xe nữa. Em hiểu rồi. Thôi hôm nay gặp anh là cái duyên ha. Em sẽ xin phép anh Chí ở Mỹ tặng cho anh phần quà nho nhỏ nha, của ít lòng nhiều nha. Chúc anh sẽ phục hồi sức khỏe của mình được phần nào hay phần đó nha. Em cảm ơn anh và cảm ơn anh Chí. Bữa nay anh nhận được phần quà anh cảm giác như thế nào? Dạ em cảm thấy rất vui. Em chúc anh Chí với anh nhiều sức khỏe và gia đình cũng được hạnh phúc nha. Rồi chúc anh phục hồi sức khỏe của mình nha. Được phần nào hay phần đó ha. Chúc phép cho anh nha. Nó khổ vậy lắm, nó khổ vậy lắm. Chú giúp đỡ vậy là cảm ơn. Cảm ơn ngoại. Cảm ơn anh. Giúp đỡ chú hai ở nhà trọ chú hai ơi. Nội xích lên đây đi nội. Xích lên đây nè, ngồi nói chuyện với chú. Ngồi lên. Nội năm nay nội được bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi rồi? 74 hả? Nội cởi khẩu trang nói chuyện với con tí đi. Cởi nón luôn được không nội? Nội bán vé số hả? Bán vé số. Bây giờ một ngày nội bán được bao nhiêu tờ? Bữa nào thứ bảy nó mới cho được 120. Dạ. Còn thường thường là 80 mấy không à. Ít vậy đó hả nội? Mà lấy hai thầu luôn á chú. Dạ. Mà nội bán như vậy á thì nội có lo cho ai không? Có sao kể vậy chú nghe ha. Dạ. Bây giờ có hai thằng con mà có vợ thằng. Còn con vợ trốn đi mất tiêu bỏ cho nội ở nhà. Dạ. Bây giờ bỏ tao xuống nó gì bây giờ ăn? Thằng con thì nó có tật, cái thằng có tật mà vợ bỏ đó. Dạ. Nó trong cái tay vậy nó gì mình chỗ nào người ta cũng chê hết trơn. Rồi bây giờ nó đi lụm ve chai. Dạ. Rồi bây giờ mình đi bán rồi hết giá dìm giữ cho nó đi 9, 11, 12 giờ đêm nó mới về. Dạ. Rồi lo sữa sùng thuốc men ăn uống cho cháu nội đây chú. Dạ. Ông nội là chồng của nội bây giờ được bao nhiêu tuổi rồi? Ông nội hả? Dạ. Chồng của bà là được nhiêu tuổi? Ông nội năm nay cũng 60 mấy rồi. Dạ. Mà ông nội 65. Mà có ở chung với nội không? Cũng ở chung mà ông đi bán nữa đó. Dạ. Mà đi sao? Bán giấy số nữa. Dạ. Mà ngày xưa làm sao mà nội gặp ông nội trẻ hơn vậy? sao nội dụ được ông nội vậy? Nội nói con nghe chứ. Người ta mừng mai rồi ở bên ông chồng á. Bà và chồng cũng hiền hậu, rồi bên mình cũng hiền. Dạ. Rồi bà thấy bà ham, bà đeo ghét, rồi bà cứ ở tới bây giờ luôn á. Dạ con hiểu rồi. Vậy là người ta là mai ha. Chứ không phải nội dụ ông nội phải không? Mừng mai chứ không biết ai hết trơn á. Hôm nay thì chia sẻ với nội nha. Bữa nay gặp nội là cái duyên. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà có cuộc sống vất vả như nội. Thành ra ngày hôm nay chú ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho nội. Để cho nội bớt vất vả hơn trong cuộc sống của mình nha. Giờ không có gì hơn thôi, nội chúc cho con làm ăn phát tài nha. Dạ. Nội đếm giùm con coi nội được bao đếm nhiêu. Đếm mà được nhiều. Đếm mà cho chú biết đi, chú biết nội chú quay đằng cho người ta. 1 2
năm. Nhiều quá rồi. Dạ. Dạ. Nhỏ vậy đó, chồng chết vậy đó. Bữa nay tôi nhận được phần quà tôi cảm giác như thế nào? Quý quá rồi đó. Dạ. Về mua sữa cho tâm nội. Dạ. Chúc nội sẽ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Bớt vất vả hơn với tấm lòng chú Chí nha. Dạ. Con xin phép cho nội nha. Thôi nội chúc cho con 600 tuổi là mang phát tài nha. Con cảm ơn nội. Dạ, bán hết sớm về sớm nha. Ở đâu đi dạ? À, con ở Vĩnh Long. Vĩnh Long hả? Dạ, dạ. Chị thông cảm đi, em không gửi được, chỉ có người già thôi, tại nhà hảo tâm yêu cầu vậy nha. Em nhớ nhà trọ vậy đó, dạ, chồng chết. Dạ, chào ngoại nha. Nghe, nghe hiền quá à. Con cảm ơn ngoại. Dạ. Nghe mình cả mày. Dạ. Bác năm nay bác được bao nhiêu tuổi rồi bác? 16-15 tuổi. Dạ. Bây giờ một ngày bác bán được bao nhiêu tờ? Ngày thường thì bán có 8 mấy nhiêu vậy à. Dạ. Và bữa thứ bảy mới được 120. Dạ. Bác bán vậy thì bác có lo cho ai không? Cái thằng cháu nội này nó 2 tuổi rồi. Dạ. Mua sữa mua ấy đó. Rồi, rồi bác gái được bao nhiêu tuổi rồi bác? Bà này 7 mấy tuổi. Dạ. Ủa vậy là đây là vợ của bác á hả? Bà nội đó là vợ của bác á hả? Dạ rồi, thôi hôm nay chia sẻ với bác ha. Hôm nay gặp bác là cái duyên. Con sẽ xin phép là chú Chí là một nhà hảo tâm ở Mỹ ha, sẽ tặng cho bác phần quà nha, để cho bác đỡ vất vả hơn trong cuộc sống của mình nha. Bữa nay bác nhận được phần quà bác cảm giác như thế nào? Cũng sung sướng, cũng rất là mừng. Dạ. Cảm ơn nhà hảo tâm. Dạ, chúc bác giữ gìn sức khỏe ha. Dạ, bớt vất vả hơn với tấm lòng của chú Chí. Dạ, dạ, xin phép chào bác nha. Dạ. Dạ, ngoài ông ngoại có bán gì không? Không, còn ngoài nuôi hai đứa cháu nội, đứa 15, đứa 13. Nhà ngoài ở đâu? Nhà thì ở Mỹ Lương, nhưng mà xuống đây mướn nhà cho thằng cháu 15 tuổi qua bên giữ mít đây nè. Dạ. Thằng nó quét, dẹp dọn giữ mít, đang nuôi hai bà cháu thằng kia nhỏ. Dạ. Nghỉ học, thằng nào cũng nghỉ học hết. Dạ. Mẹ đó bỏ ra đi 9-10 năm. Dạ. Đó. Rồi ông ngoại đâu rồi ngoại? Chết lâu rồi, ba dạ. bốn ba mấy năm rồi. Rồi ngoại ở đây rồi, hồi lúc trẻ ngoại làm công việc gì? Hồi đó buôn bán. Dạ, ngoại bán cái gì á? Bán rau, cải, nồi này cái gì dạ. vậy đó. Rồi bây giờ ngoại hết bán nổi rồi hả? Hết nổi rồi, hai giò sưng khớp luôn ngoại. Dạ. Ba bữa nữa là đi lãnh thuốc rồi. Dạ. Ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu rồi ngoại? 73. 73 ha. Dạ. Rồi ở đây ở nhà trọ thì ai trả tiền cho ngoại? Thằng cháu nó mần. Dạ. Nó mần quét đó dựa ngày 100 ngàn. Dạ. Nhà trọ thì 700. Dạ. Điện nước nữa 900. Dạ. Đó rồi ăn nheo nhúc. Dạ. Nheo nhúc bà chủ nhà trọ mới đó, chạy vô bà kêu đó bà. Dạ. Nói chợ bà ra đi, người ta cho tiền có ba bà cháu khổ, bà chủ nhà trọ xin gạo chỗ nào cho bà cũng xin đem về. Dạ. Chứ nó thấy ba bà cháu hiền quá. Dạ. Thôi hôm nay chia sẻ với ngoại nha. Dạ. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Con sẽ xin phép một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở Mỹ. Thì chú ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú ấy tặng cho ngoại phần quà nho nhỏ nha. Để cho ngoại bớt vất vả hơn trong cái cuộc sống của mình nha. Thì đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại ngày hôm nay. Dạ. Cho ngoại cảm ơn chú Chí người dạ. rất nhiều. Dạ. Có dịp có duyên thì con có lợi đây nữa thì gặp ngoại ở nhà trọ bé Minh Hải bên đây. Dạ. Nhà trọ của cô Hạnh. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Ôi mừng quá trời, cái này là cháu mừng 4 ngày. Dạ. 4 ngày trời á. Dạ. Cảm ơn ba bà cháu, cảm ơn chú Chí rất nhiều. Cảm ơn ngoại. Cảm ơn con đầu chúc tiên là cảm ơn con nhiều. Nghe. Dạ, bớt vất vả hơn với tấm lòng chú Chí ha. Dạ. Con xin phép chào ngoại nha. Cảm ơn chú Chí rất nhiều, chú Chí ơi. Dạ. Ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, con đi nha. Bệnh nhiều lắm con. Dạ, ơi, bệnh dạ. tiểu đường. Cảm ơn ngoại. Bệnh tiểu đường đây mười mấy năm rồi. Dạ. Con xin phép chào ngoại nha. Dạ. Dạ không. À, con chó đây này buộc cái dép vô lần cổ như này cô chú anh chị. Đây cũng là một cái đường nhỏ đi vô nhà dân nữa nè cô chú anh chị ha.
chỗ bán thịt, bán cá. Kiosk này thì bán gia vị nè cô chú anh chị. Thì trong đây thì cũng đóng cửa khá là nhiều. Dạ, chợ này thì nó nhỏ như thế thôi cô chú anh chị. Chào chị, chúc chị sức khỏe nha. Dạ con mời ngoại ạ. Dạ, ngoài ngoài bán gì vậy ngoại? Bán như sớm. Dạ, ngoài năm nay ngoài được bao nhiêu tuổi rồi? 73. 73 hả? Bây giờ một ngày ngoài bán được bao nhiêu tờ? Ngày bán được 60. Dạ, sao ngoài bán ít chứ gì vậy ngoại? Tại vì bán buổi sáng, buổi trưa rồi cái về đặng nấu cơm cho ông bị bệnh nằm chỗ. Dạ, ông ngoại bị tai biến hay không ngoại? Bị viêm khí quản, đi mệt. Dạ, ông ngoại được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 75. Dạ, bây giờ ông bà ngoại ở với ai? Ở mình. Dạ. Dạ, ở mình con thì có chồng đi làm hết rồi, mà không một... có chồng theo chồng. Dạ, mà dạ. Một ngày ngoài lợi ích như vậy thì ngoài có đủ lo cho ông bà thì ngoại. Hai ông bà sống hàng ngày, còn dạ. Bệnh thì mấy con nó phụ. Dạ. Nếu bệnh. Dạ. Hôm nay thì gặp ngoại là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ, sẽ tặng cho ngoại một phần quà nha. Dạ. Để cho ngoại bớt vất vả hơn trong cuộc sống của mình. Dạ. Cũng như có chi phí để lo cho ông ngoại ở nhà nha. Ngoài ông ngoài cởi nón cho con xem tiếng ha. Dạ. Thì đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại ngày hôm nay. Dạ cảm ơn nhiều nha. Dạ, dạ cảm ơn nội ơn nhiều. Ngoại đếm giùm con ngoại được bao nhiêu? Dạ hỏi nha. Dạ. Ngoại đếm giùm con ngoại được bao nhiêu? Rồi vậy được 500. Dạ cảm ơn nha. Bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác mừng lắm á. Mừng nó dạ mừng vậy là mừng lắm á. Bán được một ngày được 60.000. Được, này được 8 ngày. Dạ được 8 ngày. 8 ngày. Mà ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Dạ vậy là như mà cảm ơn. Dạ. Dạ cảm ơn lòng hảo tâm của chú Chí. Dạ. Dạ. Hy vọng với tấm lòng của chú dạ. Giúp cho ngoại cũng dạ. Như ông ngoại bớt vất vả hơn trong cuộc sống của mình nha. Dạ cảm ơn dạ. Nhiều nha. Dạ. Cảm ơn chú luôn. Chúc ngoại bán hết sớm về sớm. Dạ. Dạ con xin phép chào ngoại dạ. Nha. Dạ cảm ơn nha. Cảm dạ. Ơn ngoại. Dạ. Dạ. Chợ Mỹ Thiện. Dạ cảm ơn chị. Thôi chúc chị sức khỏe nghe. Cảm ơn chị. Dạ rồi, chợ Mỹ Thiện ở ấp Mỹ Quế, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Chú anh chị thấy mặc dù chợ thì không có quá đông, tuy nhiên người khó khăn cũng nhiều. À, em thấy hình như chú này đi lụm cây chai rồi. Dạ, con mời ông nội. Dạ, ông nội năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi? Mấy, 51 tuổi rồi. Năm mấy là bằng chú ha. Dạ, chú lụm như chai hả? Dạ, lụm chai. Dạ, chú lụm này một ngày chú bán được bao nhiêu? 20 ngàn. Dạ, có mấy chục ngàn à? 20. 20. Dạ. Chú bán vậy thì chú có lo cho ai không? Không, có mình tôi rồi. À, chú không có gia đình hả? Không. Dạ. Rồi chú có ở chung với cha mẹ không? Không, mẹ mất lâu rồi. Dạ. Mẹ mất rồi. Dạ. Rồi, hôm nay gặp chú là cái duyên ha. Dạ.
Con sẽ xin phép thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm ở Mỹ sẽ tặng cho chú một phần quà nha. Dạ. Để cho chú bớt vất vả hơn trong cái cuộc sống của mình nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Chú biết đây là bao nhiêu không? Ba tờ. Dạ. Bữa nay chú nhận được phần quà, chú cảm giác như thế nào? Cảm ơn chú vui. Dạ. Dạ. Chú có nhắn gửi gì với chú Chí dạ, không? Dạ, 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 chú à, dạ, dạ, chú à. Dạ, 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 chú. Dạ. Rồi, chúc chú sẽ giữ gìn sức khỏe nghe. Dạ, và dạ. Làm được nhiều dây chai hơn nữa. Dạ, dạ. Với tấm lòng của chú Chí. Dạ. Dạ, dạ, chào chú. Dạ rồi. Dạ, cảm ơn chú. Em nghĩ chú này chắc có lẽ là phải hơn hơn 50 mấy chứ. Mà chú ấy, chú nói chú ấy mới có 51 thì phải. Có thể chú ấy bị bệnh đó cô chú anh chị ạ. Dạ rồi. Dạ, bây giờ thì em sẽ tổng hợp lại số tiền trong số tiền mà 9.7 triệu từ tấm lòng của dạ của anh Chí còn bao nhiêu nha cô chú anh chị. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nói cô chú anh chị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Em còn 3 triệu. 3 triệu vậy là em gửi 6 triệu 7 từ tấm lòng của anh Chí đến với cho những hoàn cảnh khó khăn, lớn tuổi tại chợ Mỹ Thiện, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trong ngày hôm nay. Và thì em cũng hy vọng là công đức cũng như phước đức này sẽ hồi hướng đến gia đình của anh Chí cũng như cô chú anh chị xem video sẽ luôn gặp nhiều bình an, may mắn trong cuộc sống để sẽ có những sự hỗ trợ đến với cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ạ. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.